Em có yêu anh không? Dạ có. Anh biết mà, tại anh hỏi vậy thôi. Em biết không, anh yêu em nhiều lắm á. Có bao giờ em suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ không? Đó là điều mơ ước của anh á. Ủa anh sao vậy? Mai mốt em có đi sờn móng tay, em đừng có đính hột rồi nữa em ơi. Em đính hột vô em vuốt đau quá. Không ấy, mình đi nhà trọ đi anh. Trời ơi, đi nhà trọ được, anh đi rồi. Tết năm nay là không có đồng bạc nữa. Mình tiết kiệm được cái gì tiết kiệm em ơi. Ây da, 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 da. Sao mấy vậy? Hình như nó chày hay sao em ơi, anh có cảm giác nó gác gác. Em nói rồi, đi nhà trọ đi, đứng đây khó lắm. Bây giờ em buông ra hết đi, em nắm hai ngón tay thôi. Em nắm một bàn tay, nó dính ba cái hộp, trong có móng tay đâu. Ui da, ui da, 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 da. Gì nó dạ, em nắm hai ngón à. Em không xong rồi em ơi, không xong rồi em ơi, không xong rồi.